Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài tập C8 trang 82 sách giáo khoa vật lý lớp 6. Nội dung như sau. Căn cứ vào kết quả thí nghiệm nào có thể khẳng định dự đoán tốc độ bay hơi phụ thuộc nhiệt độ là đúng? Hãy tự vạch ra kế hoạch để thực hiện thí nghiệm kiểm tra xem tốc độ bay hơi có phụ thuộc vào các yếu tố gió, diện tích mặt thoáng của chất lỏng không. Chú ý trong kế hoạch thí nghiệm cần nêu rõ mục đích thí nghiệm, các dụng cụ cần dùng, các bước tiến hành thí nghiệm. Như vậy bài tập C8 này gồm hai phần. Phần thứ nhất là các em nêu ra được thí nghiệm để chứng tỏ dự đoán tốc độ bay hơi phụ thuộc nhiệt độ là đúng. Và phần thứ hai là phần để các em đề xuất ra các thí nghiệm để kiểm chứng lại xem tốc độ bay hơi có phụ thuộc vào yếu tố gió hay là diện tích mặt thoáng của chất lỏng không. Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn các em giải quyết phần thứ nhất nhé. Trong phần thí nghiệm kiểm tra chúng ta đã biết là để kiểm tra được tác động của nhiệt độ đối với sự bay hơi nước thì chúng ta đã làm một thí nghiệm với hai chiếc đĩa. Hai chiếc đĩa này chứa nước và diện tích mặt thoáng giống nhau và được đặt trong cùng một phòng không có gió. Như vậy là chúng ta đã cố định hai yếu tố là diện tích mặt thoáng và gió tác động lên sự bay hơi nước. Và sau đó thì chúng ta tiến hành là hơ nóng một đĩa. Đấy, các em nhìn lại về thí nghiệm mà chúng ta đã làm là chúng ta chỉ hơ nóng một đĩa thôi, còn đĩa còn lại giữ nguyên. Khi hơ nóng một đĩa thì cái đĩa mà bị hơ nóng sẽ tăng nhiệt độ. Và khi đó thì chúng ta thấy rõ được sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai đĩa. Và kết quả của thí nghiệm là gì? Đó chính là cái đĩa mà bị hơ nóng thì sẽ có tốc độ bay hơi nước lớn hơn là đĩa không hơ nóng. Do đó thì chúng ta đã dựa vào kết quả của thí nghiệm này, chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định được dự đoán là tốc độ bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ là chính xác. Như vậy, với phần 1 của bài C8 thì các em có thể ghi lại câu trả lời như sau. Đó là căn cứ vào kết quả của thí nghiệm. Kiểm tra hai đĩa nước. Có cùng diện tích mặt thoáng. Và được đặt ở cùng một điều kiện về gió. Thì đĩa bị hơ nóng bay hơi nước nhanh hơn đĩa không hơ nóng. Như vậy từ kết quả của thí nghiệm này thì chúng ta hoàn toàn khẳng định được là dự đoán tốc độ bay hơi phụ thuộc nhiệt độ là đúng. Rồi, như vậy là chúng ta đã trả lời xong phần thứ nhất của câu C8. Phần thứ hai là phần các em tự đề xuất ra các thí nghiệm để kiểm tra tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố là diện tích mặt thoáng hay là gió. Thì cô lưu ý các em một điều là chúng ta biết tốc độ bay hơi phụ thuộc 3 yếu tố là nhiệt độ, gió, diện tích mặt thoáng. Bởi vậy, để kiểm tra tác động của một yếu tố lên tốc độ bay hơi thì các em phải cố định hai yếu tố còn lại. Cô lấy ví dụ như phần mà chúng ta kiểm tra tốc độ bay hơi phụ thuộc nhiệt độ thì chúng ta cần cố định hai yếu tố, đó là diện tích mặt thoáng và gió. Như vậy để kiểm tra tốc độ bay hơi phụ thuộc vào trường hợp thứ nhất là phụ thuộc vào diện tích mặt thoáng.
Thì khi đó chúng ta sẽ cần phải cố định hai yếu tố. Thứ nhất là nhiệt độ. Thứ hai là gió. Còn trường hợp thứ hai là khi các em muốn kiểm tra tốc độ bay hơi phụ thuộc vào gió thì các em cần cố định hai yếu tố. Đó là nhiệt độ và diện tích mặt thoáng. Rồi, còn cụ thể cách tiến hành thí nghiệm như thế nào, các dụng cụ cần trong thí nghiệm ra sao thì các em hãy tự đề xuất ra và sau đó thì chúng ta ghi lại. Nhớ là hãy ghi theo mẫu là mục đích thí nghiệm là gì, các dụng cụ cần chuẩn bị và các bước tiến hành thí nghiệm. Sau đó thì các em có thể so sánh với nhau hoặc có thể nhờ các thầy cô trên lớp để kiểm tra cho mình nhé. Đây là phần gợi ý của cô để cho các em làm phần thứ hai của bài C8. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài C8 này.